Chào các bác nhé, test cái bộ PS4 Limited này cho bác Huy ở trong Kiên Giang. Đây bộ này đó là đồng Queen này. Bộ này là bản giới hạn rất đẹp nhé. Con này thì không hack đâu. Tay của nó này, còn dán tem của em nhé. Bác lấy thêm một tay nữa này. Đấy, thêm một tay nữa. Và game thì trong này có PES 21 là một này. Spy một đĩa Spider-Man này với cả một cái game Uncharted 4 nữa. Thì Uncharted 4 với cả PS21 thì là game digital em cài trong này rồi. Còn Spider-Man là dùng đĩa. Đó, dây dợ thì đầy đủ. Đây, dây này, dây nguồn là một. Đây là dây HDMI. Còn cái dây đỏ này là dây sạc cho tay này. Nó dùng cái cổng micro USB thôi. Đây, hết pin này bác cắm đây. Xong rồi cắm một cục sạc điện thoại cũng được nhé. Đây, máy em dẫn bác cách lắp đặt nhé. Máy này đang còn khá đẹp luôn. Cái mặt này nó xước, có xước nhưng mà rất là ít. Tại vì cái mặt này mặt bóng nên cái việc mà bị xước là không tránh khỏi được. Cái này nó còn ít, nhưng mà nó còn khá mới đấy. Con này chưa sửa chữa gì đâu, còn nguyên tem bảo tem voi của hãng nhé. Đó, đây lắp đặt này. Lần trước là có hai cái phím này, phím to là bật nguồn này, phím nhỏ là phím ra đĩa này, nghe nhẽ đĩa của nó. Đây có hai cổng USB này để sạc pin cho tay hoặc là ở phần ngoài. Ở đằng sau này có cổng nguồn này, đây là cổng AUX mình không dùng nhá. Cổng này là cổng HDMI này, cổng mạng này, con này có cả wifi luôn. Đó, bây giờ mình sẽ game digital thì em cài sẵn cho máy rồi, tao cài sẵn rồi. Thì cứ nhét vào chơi được. Rồi cắm lên nguồn HDMI vào. Bật máy thì bác bấm cái nguồn này hoặc là bấm cái phím PS ở trên tay này. Đấy, máy nó sẽ tự bật. Spider-Man này là sao rồi. Đây, máy đây các nhá. Có cái bản PES 2022 bản nhưng mà bản này bản free thôi, em đào về cho bác chơi thôi. Chơi thôi, nhưng mà bản PES bản 21 là bản chính thức này. Em sau thông tin của máy trước đã nhá. Qua phần cài đặt này. X là chọn nhá, còn O là back. Thống này, thì hệ thống này con này thì chắc chắn là firmware mới nhất rồi, chơi game digital bắt buộc phải update firmware lên mới nhất thì nó mới cho chơi. Ổ cứng là 500GB, ai cũng nhớ đây. Đó, 500GB, dùng hơn một nửa rồi. Mạng đây, bác về bác phải kết nối mạng thì mới chơi được nhá, tại vì game digital phải có mạng để nó kiểm tra bản quyền của game cơ. Nó kết nối server để kiểm tra bản quyền của game thì mới chơi được. Vào phần mạng này, vào phần cài đặt internet này. Đấy, nếu mà dùng dây mạng thì bác cứ cắm vào sau máy thôi, không cần cấu hình gì. Còn nếu mà dùng wifi thì cấu hình, chọn sử dụng wifi này, chọn dễ này. Đấy, chọn tên wifi và gõ mật khẩu wifi vào. Kiểm tra kết nối internet này. Nó sẽ có mấy cái thông tin tính đã xong em chỉ cho. Đây nhá, một là cái kết nối internet này. Tuy nhiên là phải kết nối thành công rồi. Cái nữa là cái đăng nhập PlayStation Network ấy, thì nó phải thành công nhá, nếu mà thất bại là không chơi được game đâu.
và một cái nữa là cái tiểu NAS này. Tiểu NAS là phải là tiểu 2. Nếu nhà mạng nhà bạn có nói check ra kiểu 3 thì bạn phải gọi điện lên nhà mạng yêu cầu người ta chuyển sang đường link game ấy, nó sẽ sang kiểu 2. Chứ còn kiểu 3 thì nó sẽ không ổn định đâu, lúc nó kết nối được lúc nó không, tại vì bọn này nó phải cần kết nối đến server của máy chủ của cái game này để nó kiểm tra bản quyền Sony đấy. Còn cái phần tốc độ download upload thì tùy từng mạng. Đấy rồi, ok phần mạng đấy. Còn game đây, có một cái lưu ý đây, nó có cái tài khoản game thì trong máy này em đã tài sẵn mấy cái tài khoản game rồi thì bác để nguyên cho em, đừng có xóa hoặc đừng thoát đi. Nó có hai tài khoản game này đây, một cái này là Uncharted này, tài khoản này của Uncharted này em đặt bắt mật khẩu rồi bác không vào nhé. Một cái tài khoản này là của PS21 này, đấy em đặt mật khẩu rồi đấy, bác chỉ sử dụng hai cái tài khoản này thôi đấy, tài khoản này kết nối cho hai tay đấy. Đừng thoát hoặc đừng xóa bất cứ một tài khoản ra này, nó sẽ không chơi được game, nó sẽ bị khóa đấy. Đấy bác lưu ý cái điều này, bác có thể thêm mới tài khoản vào, có tài khoản có thêm vào thêm nhiều được, nó không giới hạn, nhưng mà đừng có xóa đi. Rồi ok, đấy là phần tài khoản. Còn game đây, F21 và ăn chất thực đó, có hai game đó, tất cả cái đĩa. Em đào cái bản PS22 bản free này. Đây là còn phần đĩa đây, đĩa Spider-Man này. Nhét đĩa ở đây. Đấy, thì nhét đĩa là nó sẽ có hình cái đĩa nó quay quay đây này, nó đang đọc đĩa nhé. Và khi nó load xong cái thì nó sẽ chuyển luôn đến game. Đấy, nó chuyển luôn đến cái game Spider-Man này. Bấm vào để chơi thôi. Chơi đĩa thì bao giờ khi mà nhét đĩa mới vào ấy, thì nó sẽ copy một phần vào trong máy thì mới chơi được. Đấy. Nhưng mà bắt buộc phải nhét đĩa vào, không nhét đĩa thì nó không chơi được. Đấy là đang chơi trong đĩa nhá, đang đọc đĩa đấy, máy đọc đĩa tốt. Rồi thoát game thì bác giữ lì cái phím bé này. Đây, giữ lì này, xong rồi chọn đóng ứng dụng. Ok. Đấy còn em hướng dẫn cách kết nối cái tay 2 vào nhá. Đây tay 2 thì bác cứ bấm phím bé để nó bật tay lên thôi. Đấy, sau khi mà nó bật tay lên ấy thì nó sẽ hỏi là kết nối cái tay này với cái tài khoản nào. Đấy, thì ở đây em đã tạo sẵn hai cái tài khoản này rồi, và sẽ kết nối vào cái tài khoản mà cái tay 1 này nó đang kết nối vào tài khoản KLM1 này, thì cái tay 2 thì phải kết nối vào sang cái tài khoản khác. Đây, kết nối sang KLM2 nhá. Nếu mà bác chọn trùng với tài khoản này thì cái tay này nó sẽ bị mất kết nối đi đấy. Đấy, cho nên là mỗi một tay phải kết nối vào một tài khoản khác nhau. Đấy, sau này ví dụ bác mua thêm tay 3, tay 4 thì bác phải tạo thêm hai cái tài khoản nữa. Tay 3 kết nối vào tài khoản, tay 4 kết nối vào tài khoản. Đấy thì đấy là cái kiểu kết nối của PS4 là như thế, nó không giống như PS3. Đấy, chọn vào tay 2. Đấy, và mỗi một cái tay nó có một màu đèn. Thấy chưa? Đấy là phần kết nối nhá. Đây, còn em thử cái PS22 này. Bản này bản free thôi. Đang hỏi lên điên rồi đấy. Vào Zalo check cho anh ấy trả lời chưa? Cái hai là mới chỉ là bản dùng thử thôi, tính năng nó còn hạn chế, chưa cho vui. Để
thấy mọi người kêu cái pet này hài, pet này hài này nó chuối, đồ họa nó cũng xấu, nó không thật. Đây là vào chơi demo rồi. Giao diện nó cũng khác. Đây thì, bản dung thử ấy, các cái tính năng nó bị mờ đi này. Các cái option nó bị mờ nó không sao chọn, chọn được mỗi cái này. Mark Authentic. Chọn Mark này. Kia là Even. Mark là trận đấu này. Đây, tay 2 chuyển sang này. Đấy, đây là đối kháng nhá. Nó có mấy đội này thôi, bản thân thử chỉ có mấy đội này thôi. Cái mu này. Để mua luôn cái bản PES 22. Nếu còn PES 21 thì bác nó là bản chính thức rồi bác chơi. PES 21 kia thì em cũng cập nhật logo áo đấu rồi là chuyển nhượng đầy đủ rồi. Cái đồ họa nó không thật lắm, nhìn nó cái gì. À, PS2 là nó hỗ trợ cho PS5 tốt hơn. Nó có cái vòng vòng ở dưới kia mình nhìn nó khó lắm. Game speed này. Cộng 2 đi. Tốc độ nó nhanh. Rồi, ok. Thế thôi em trải nghiệm được thôi. Đỡ mất thời gian bác nhá. Phát game này. PS, nó ứng dụng. Ok. Đấy, máy em test ok rồi anh nhé. Tắt máy này, nó chọn phần nguồn này. Tùy chọn nguồn này, và tắt nguồn này.
Đấy, em ship cho bác Huy nhá. Bộ PS4 Slim bản Limited Dragon Queen. Các nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp em nhé, hoặc inbox Zalo Facebook trong phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.